đăng ký tài khoản miễn phí tham gia cuộc thi Vì Sơn La giỏi tiếng Anh trên điện thoại, các bạn có thể truy cập qua trình duyệt Chrome hoặc là Spotify nếu như sử dụng hệ điều hành iOS. Ở trên thanh tìm kiếm, các bạn gõ edupia.vn, sau đó chọn nút đi. Đây là giao diện của trang web edupia.vn. Nếu như ở trên giao diện máy tính hiện ra cuộc thi tiếng Anh thì ở trên điện thoại không hiện ra. Các bạn nhìn cho cô vào phía bên phải trên màn hình có 3 dấu gạch ngang, các bạn ấn vào 3 dấu gạch ngang. Các bạn chọn Edupia Contest nằm ở vị trí thứ 3 sau từ giới thiệu. Sau đó các bạn tiếp tục chọn tỉnh thành. Lướt xuống phía dưới các bạn sẽ nhìn thấy tỉnh thành Sơn La. Sau khi đã chọn tỉnh thành Sơn La, các bạn ấn vào xong, chọn xác nhận. Sau đó các bạn tiếp tục chọn đăng ký ngay. Ở họ tên học sinh các bạn ghi đầy đủ họ tên của mình, ví dụ Nguyễn Hoàng Nam. Số điện thoại liên hệ ở đây là số điện thoại của bố hoặc mẹ. Tỉnh thành Sơn La, chọn quận huyện, các bạn nhìn cho cô vào phía bên tay phải có biểu tượng dấu mũi tên chỉ xuống phía dưới, các bạn ấn vào dấu mũi tên. Sau khi ấn vào dấu mũi tên, các bạn kéo xuống phía dưới, chọn Phú Yên, Phú Yên ngay phía sau Bắc Yên, chọn xong. Sau đó tiếp tới mục phường xã, các bạn chọn dấu mũi tên chỉ xuống. Ở khu vực nào các bạn sẽ lựa chọn khu vực đó. Các bạn ở thị trấn có thể chọn Phú Yên. Ấn vào xong. Khối lớp, các bạn chọn khối lớp các bạn đang học, ví dụ khối lớp 3. Chọn trường. Các bạn tìm chọn trường tiểu học thị trấn. Những bạn nào không học trường tiểu học thị trấn thì tìm tên của trường mình để lựa chọn nhé. Sau khi chọn xong trường tiểu học thị trấn rồi, các bạn chọn xong và chọn gửi thông tin đăng ký. Sau khi gửi thông tin đăng ký thì ở đây sẽ hiện ra thông báo chúc mừng con đã đăng ký thành công cuộc thi. Học sinh lưu ý sử dụng đúng tài khoản để tham gia cuộc thi. Tên đăng nhập là số điện thoại của bố hoặc mẹ và mật khẩu được mặc định là từ 1 cho tới 6. Sau đó các bạn ấn chọn vào đồng ý. Để tìm hiểu thêm về các vòng thi trong cuộc thi Vì Sơn La giỏi tiếng Anh, các bạn có thể kéo xuống phía dưới. Ở đây chúng ta thấy có 4 vòng thi là vòng cấp trường, vòng cấp huyện, vòng cấp tỉnh và vòng đặc biệt. Chưa có vòng thi diễn ra nên là ở đây tất cả đều đang hiển thị chưa diễn ra. Kéo xuống phía dưới các bạn sẽ nhìn thấy mục thành tích cá nhân. Để ấn xem bảng xếp hạng của mình, các bạn ấn vào chọn xem bảng xếp hạng. Ở phía dưới là tên đầy đủ của các bạn, tên trường, thứ hạng của các bạn như thế nào. Vậy là các bạn đã đăng ký xong tài khoản miễn phí trên trang web edupia.vn để tham gia cuộc thi Vì Sơn La giỏi tiếng Anh. Chúc các bạn thành công!